Chào mừng các anh em quay trở lại với Hide Tập Shonen. Tình cảm có thể thay đổi, sông núi có thể hao mòn, nhưng vũ khí trong tay sẽ luôn luôn đồng hành với các anh hùng trong trận chiến, đồng thời hướng đầu nhọn về phía kẻ thù. Đến với top 5 vũ khí number mạnh nhất, mời anh em cùng chiêm ngưỡng những con hàng đi vào huyền thoại trong Kaiju No Ace. Xin anh em ít phút quảng cáo, team Hide Tập có shop bán những phụ kiện như poster, móc khóa, standy, khung ảnh chất liệu mica kính rồi nhựa đủ các loại to nhỏ phục vụ anh em và còn nhiều mặt hàng hay ho khác liên quan tới anime, game waifu đợi anh em vào shop khám phá. Tất cả đều có dịch vụ in theo yêu cầu để anh em có thể tha hồ lựa chọn những hình mình thích. Anh em rảnh ghé qua shop để ủng hộ nha. Link shop tôi có để dưới mô tả video cho anh em rồi nha. Hoặc anh em có thể vào Shopee, TikTok shop Lazada rồi tìm HD Tộc shop Lazada nha. Cảm ơn anh em. Giới thiệu chung. Không một ai có thể tự tin rằng con người sẽ ngang sức ngang tài với bọn quái vật. Chiến đấu với chúng là bộ óc tiến hóa hàng đầu của con người. Họ sáng tạo ra vũ khí dành riêng cho lũ quái vật. Lực lượng phòng vệ tiêu diệt Kaiju được trang bị rất nhiều vũ khí như súng trường, súng ngắn, đao chiến đấu và các loại đạn. Không dừng ở đó, vũ khí của các thành viên mạnh nhất đều thuộc hàng làm riêng phiên bản 1-1. Điều này giúp họ phát huy tối đa ưu thế trên chiến trường, hạn chế thương vong cho các thành viên yếu hơn. Thứ đặc biệt nhất của lực lượng phòng vệ là bộ đồ chiến đấu. Không biết anh em có nhớ đến cách người ta làm vaccine không nhỉ? Phương pháp tốt nhất để ngăn ngừa bệnh là dùng chính virus ấy tạo ra kháng nguyên để kích thích phản ứng miễn dịch. Bộ đồ chiến đấu thuộc loại vũ khí sinh học. Nó được tạo ra từ chính tế bào Kaiju và các sợi cơ. Tùy theo sức mạnh chiến đấu được giải phóng qua bộ đồ mà sức mạnh, tốc độ, phản xạ của người dùng sẽ tăng vượt trội. Nói cách khác, họ vượt qua phạm trù con người để tiến gần hơn với Kaiju. Chẳng thứ gì trên đời là không có nhược điểm. Khi sử dụng quá nhiều sức mạnh của bộ đồ, người dùng sẽ rơi vào trạng thái kiệt sức, bị thương, đau đớn về thể xác. Tương tự như vũ khí đặt làm riêng, bộ đồ chiến đấu cũng có phiên bản Plus siêu cao cấp và ngây ngất lòng người. Dựa trên cơ sở chế tác từ Kaiju, phiên bản Plus được làm từ những Kaiju thuộc hàng hét ra lửa, gầm ra gió. Đám quái vật cực mạnh được gọi tên theo những con số, thứ tự tăng lên trải dài theo lịch sử. Người ta sẽ chọn phần nổi bật nhất, mạnh mẽ nhất để tạo ra vũ khí number. Nó còn được gọi với cái tên vũ khí chống Kaiju đặc biệt. Đám vũ khí number quyền năng tới mức, nếu biết sử dụng đúng cách, chỉ cần một người cũng có thể hạ gục cả một đại Kaiju. Người giỏi hơn thì trách nhiệm lớn hơn. Gánh nặng và tần suất chiến đấu của người dùng number khiến một nửa số người phải bỏ mạng trước khi kịp giải ngũ. Sức mạnh của nó lớn tới mức ăn mòn sinh lực của người dùng. Ngoài ra, những người sử dụng vũ khí number thường sẽ bị ảnh hưởng bởi chính con đại Kaiju khi họ đồng bộ với các tế bào chứa đựng sức mạnh khổng lồ của nó. Điều này thúc đẩy sự gia tăng hoạt động của não bộ, tín hiệu chuyển tới não. Tóm lại, nó tăng mạnh tư duy, bộc lộ con người thật nhiều hơn. Trong trường hợp xấu nhất, điều này có thể dẫn tới việc tự hủy hoại bản thân. Tác dụng của vũ khí number lớn đồng nghĩa với rủi ro cũng cao. Mọi người trong lực lượng phòng vệ muốn bảo vệ người dân, cứu giúp đất nước khỏi quái vật, nhưng không phải ai cũng sở hữu được dạng vũ khí đặc biệt này. Mở đầu cho top vũ khí huyền thoại là một phiên bản nghé non mới sinh đếch sợ cọp. Tuy sinh sau đẻ muộn, nhưng ta mạnh nên ta cứ quẩy bất chấp hết mình. 5. Number 10. Vũ khí sống. Kaiju số 10 có thể xếp vào trường hợp độc nhất vô nhị trong giới quái vật. Nó kéo bầy đàn tấn công căn cứ Tachikawa, đánh nhau với đội phó Soshiro, cuối cùng bị đội trưởng Mina hạ gục và bắt nhốt. Lần đầu tiên trong đời có một Kaiju chủ động yêu cầu vũ khí hóa bản thân mình. Nó bộc bạch với Soshiro rằng, ôi sao chúng ta hợp nhau đếch thề tả luôn ấy. Người ta nghiện cờ bạc, nghiện hương hoa, nghiện hít đá. Tới lượt nó thì nghiện ngập đánh nhau tới mức muốn trở thành vũ khí number. Đánh ai không quan trọng, miễn là đánh thật kích thích. Nói thật chứ bên Kaiju được quả số 10 này báo quá trời quá đất. Vì Kaiju số 10 tự yêu cầu vũ khí hóa bản thân, vậy nên nó thuộc loại vũ khí sống duy nhất cho tới nay. Khỏi nói cũng biết, bên lực lượng phòng vệ e ngại con vũ khí này thế nào. Được Kaiju hùng mạnh đâm sau lưng đồng đội thì vui đấy, nhưng để nó nhập phe mình rồi báo cả mình thì không vui nữa đâu. Đứng trước kẻ thù quá mạnh, Soshiro đã sử dụng vũ khí number 10 bất chấp may rủi. Chật vật một lúc thì chính anh nâng mức giải phóng lên bậc cao nhất chưa từng có, con số 100% hoàn mỹ. Không phải vũ khí number nào cũng ngáo đá hay đậm mùi bất ổn như số 10. Xếp hạng tiếp theo là thứ vũ khí lập ra vô số chiến công, đó là bộ đồ chiến đấu truyền từ thế hệ trước tới thế hệ sau. 4. Number 4. Dựa theo tên gọi, chắc hẳn anh em đã đoán được đây là vũ khí được làm từ Kaiju mang số 4 từng xuất hiện trong lịch sử. Sau khi tiêu diệt, các bộ phận tối ưu nhất của nó được tận dụng làm vũ khí. Khác với đa phần quái vật xuất hiện trên mặt đất, Kaiju số 4 thuộc sinh vật bay trên bầu trời. Trạng thái vũ khí number của nó có dạng bộ đồ sáng màu, nhìn tổng quan khá giống chiếc váy. Rất có thể đây là nguyên do cả hai đời chủ nhân của nó đều là nữ. Không rõ đây là đặc tính của vũ khí number nói chung hay number 4 nói riêng, nhưng bộ đồ chiến đấu này có thể lưu giữ thông tin người dùng trước đây. Kikoru đã thấy hồn ma của mẹ trong lúc sử dụng number 4.
Do được tạo thành từ kaiju biết bay, Number 4 có thể giúp người dùng bay tự do trên không trung với tốc độ cao. Đây cũng được cho là vũ khí Number nhanh nhất, giúp người sử dụng đạt tới tốc độ đỉnh cao. Chính bộ đồ này đã giúp mẹ của Kikoru lập ra vô số chiến công, trở thành ngôi sao sáng chói thời điểm ấy. Chưa dừng ở đó, Number 4 huyền thoại còn góp công lớn trong việc giảm thiểu hy sinh và tiêu diệt kaiju 6. Đây mới là kaiju cực kỳ đáng sợ, được xưng là vua trong giới kaiju ngày nay. Ngay tới đây thì chắc hẳn anh em cũng tò mò, con kaiju số 1 có vị trí đứng thế nào nhỉ? Đây là quái vật đầu tiên được nhân loại đánh số, đồng nghĩa rằng sức mạnh của nó vượt trội hơn hẳn so với các kaiju khác. 3. Number 1. Với sự trùng hợp hết sức hay ho, vũ khí Number 1 được sử dụng bởi đội trưởng của đơn vị số 1 là Genarumi. Kaiju số 1 là con quái vật khổng lồ với nhiều đôi mắt trên cơ thể. Nó tạo ra những đòn tấn công dự đoán trước tương lai mà không đối thủ nào thoát được. Khi làm thành vũ khí Number, ưu thế võng mạc của nó được cấy cho người dùng Gen. Number 1 có thể nhìn thấy xung động não thông qua cơ thể sinh vật sống. Nó nhận biết hành động tương lai của đối thủ, qua đó tạo ra đòn đánh không thể tránh thoát. Dạng vũ khí tầm nhìn chỉ phát huy cao nhất với những người vốn đã sở hữu khả năng mạnh mẽ, vậy nên nó hoàn toàn xứng đáng với chiến binh mạnh nhất lực lượng phòng vệ là Genarumi. Đẳng cấp của Gen còn nằm ở chỗ, anh ứng dụng vũ khí Number lên một tầm cao mới. Khả năng gốc của Kaiju 1 sẽ chết đứng trước vật thể không phải dạng hữu cơ, ví dụ như nước. Vào tay Gen, anh có thể nhận biết chuyển động của các electron, sự dao động nhiệt độ, địa hình. Đây là thứ mà Kaiju 1 từng cố gắng phấn đấu nhưng chưa bao giờ sở hữu. Gen minh chứng rõ cho đám quái vật thấy sự khác biệt giữa người chơi hệ phát triển cơ bắp cuồn cuộn và sinh vật sở hữu trí tuệ hàng đầu. Trước khi đạt được danh hiệu mạnh nhất như hiện nay, Gen từng là học trò của Tổng Chỉ huy Lực lượng Phòng vệ. Đây cũng chính là người sở hữu vũ khí Number số 2. 2. Number 2. Nối tiếp Kaiju thuộc hàng cổ đại số 1, Number 2 vừa lên sàn đã tiếp xúc thẳng với Main. Chỉ một đôi găng tay đã khiến anh chàng đối diện với áp lực khủng khiếp, hệt như đứng trước Kaiju hùng mạnh. Khi sử dụng Number 2, Tổng Chỉ huy Isao từng bảo mình có tuổi rồi nên việc tận dụng sức mạnh của nó không được như hồi trẻ nữa. Nhưng chỉ bằng việc ông vẫn ngồi vững trên chiếc ghế chỉ huy, cộng thêm vô số đòn đánh uy lực đã đủ cho dân tình biết rằng bất kể tuổi cao sức yếu, ông vẫn mạnh hơn khối thanh niên trai tráng. Từ phong cách chiến đấu của vũ khí Number, có thể phỏng đoán Kaiju số 2 là một con hàng thiên về năng lượng điện. Isao sử dụng bộ đồ chiến đấu làm từ xác của Kaiju số 2 kèm thêm hai chiếc găng tay siêu mạnh mẽ. Nhìn lướt qua còn tưởng hàng chuyên dụng của bộ môn đấm bốc. Không thể phủ nhận rằng Isao rất giỏi trong việc chiến đấu tay đôi. Vũ khí Number 2 có thể giúp người sử dụng giải phóng năng lượng ở mức hủy diệt cực cao, hệt như điện thế. Thông qua nó, Isao tấn công kẻ thù từ một khoảng cách. Ông có thể mở rộng phạm vi tấn công bằng cách tăng sức mạnh qua những vụ nổ âm thanh hủy diệt. Nhìn từ cách Isao vận dụng Number 2 để chiến đấu, chúng ta chỉ có thể nói sức mạnh cao nhất nằm ở những ngón đòn đơn giản nhất. Quan trọng không phải chiêu thức hòa mỹ ra sao, mà là độ sát thương của nó lớn tới đâu. Từ thầy cho tới học trò, Isao và Gan đều ứng dụng vũ khí Number ăn khớp với sở trường chiến đấu của mình. Sau một loạt những cái tên và năng lực đáng sợ của vũ khí Number, cuối cùng thì kẻ mạnh nhất lại là kẻ bí ẩn nhất. 1. Number 6. Kaiju số 6 là một con quái vật có hình dạng khổng lồ và lớp vảy sẫm màu. Nó cùng lúc sở hữu 4 cái đuôi to đến mức khó tin. Khi xuất hiện vào 10 năm trước, Kaiju số 6 tạo ra một trận khủng hoảng cao độ khi giết chết 200 sĩ quan lực lượng phòng vệ và 3 đội trưởng, trong đó có Hikari. Người ta tin rằng việc Hikari sử dụng Number số 4 là vào liều mạng với nó đã góp công rất lớn trong việc giảm thiểu thương vong. Trước khi Kaiju số 9 xuất hiện, đây là con Kaiju mạnh nhất từng xuất hiện, được gọi với danh hiệu vua Kaiju. Mọi người gọi tên nó như biểu tượng của sự tuyệt vọng. Kaiju số 6 mang đến thiệt hại khủng khiếp cho lực lượng phòng vệ. Như mọi con quái vật Number, xác của nó được dùng làm vũ khí. Điều đáng nói ở đây là suốt bao nhiêu năm, không một ai tương thích với nó. Đây là vũ khí Number mạnh nhất, đồng thời cũng nguy hiểm bậc nhất. Hình dạng của Number 6 là bộ đồ chiến đấu màu xanh đậm với kết cấu như bọ cánh cứng. Trên bộ đồ gắn nhiều đường ống và dây cáp. Chỉ riêng sự xuất hiện của bộ đồ đã khiến người xung quanh cảm thấy giá lạnh. Tuy chưa thể hiện nhiều, nhưng dường như sức mạnh của Kaiju số 6 liên quan tới băng. So với các vũ khí Number khác, rõ ràng không gian phát triển của số 6 rất lớn. Nó vừa là vũ khí mạnh nhất, vừa đặt trên người một tân binh như Leno Ichikawa. Tiềm năng phát triển của cậu chàng sẽ kéo theo sự phô bày toàn diện sức mạnh của Number 6. Nhìn dạng kết cấu của vũ khí Number, không biết có anh em nào nghĩ giống tôi không nhỉ? Xét trên khía cạnh tương đồng, nó tạo cho tôi cảm giác khá giống quyên quy của Tokyo Go. Cả hai vũ khí đều làm từ bộ phận mạnh nhất, nổi bật nhất của quái vật để giúp người dùng sánh ngang với chúng. Chỉ khác rằng tác dụng phụ của Number lên cơ thể con người cao hơn quyên quy rất nhiều. Ngoài ra, bảng xếp hạng vũ khí Number bên trên thuộc ý kiến chủ quan của tôi. Tùy theo cảm nhận của anh em mà thứ tự nó sẽ thay đổi khác đi. Ví dụ bảng trên, tôi đánh giá theo sức mạnh Number được làm từ Kaiju gốc
thì sẽ có anh em thích đánh giá dựa trên tổ hợp sức mạnh vũ khí 5M từng phát huy trong tay người dùng. Dù vũ khí ngon ăn tới đâu thì cũng phải xài được mới khen chứ. Nếu có bất kỳ ý tưởng hay ho nào, anh em đừng quên comment xuống bên dưới để chung vui với mọi người nhé. Video ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Nếu yêu thích, anh em đừng quên tặng Hai Đại Tộc Shonen một like và một subscribe, đồng thời nhấn thông báo để nhận thêm những video mới nhất nhé. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.